Lên mì. Ôi, đâu sao rồi? Sao sao rồi? Trời chú, mắc cười quá vậy. Sao ngồi vậy đó chồng hởm vậy? Mình có ghế mà. Ngồi vậy mới giãn chân rồi. Trời ơi. Chú ơi, nghỉ hưu đi chú. Chú 70 tuổi rồi, nhà nước nó lo cho mình á. Trời cô ơi, đi làm nó vui. Ở nhà bệnh chết đó. Vô rồi nha. Về đi. Chú đóng cửa tiệm cho mà. Không sao đâu, về đi. Về đi, về đi, về đi, về đi, về đi. See you tomorrow. Wait, wait, hold on. Why is my food over here, man? Come on. All right, but okay, so it was with this girl. Oh man, but anyways. And we were I was like in bed with her, right? But then she went out and she just, yeah, I mean, yeah, so she, we were already at her place. I'd never even seen this girl in my life, and she just invited me right up to her room, right? What? Của chú nè. Cô đưa dư nè. Không, là chú á. Được đi chú. Thôi thôi, cháu đi nha.
Con nè. Dạ, cảm ơn ông. Phiền con quá ha. Bữa nay tụi khách ở lại hơi trễ ha. Không có sao đâu. Con coi bé Mưng là như em mà. Dạ, thưa ông, con đi về. Trời tối thui à. Để ông mang con về nhà cho nó an toàn nha. Ông yên tâm, con gọi Uber rồi mà. Thôi con đi nha. Jordan. Yeah. Coi dùng tao cái này coi. Uber. Uber. Oh. You press this. Yeah, you just press that. Oh. Yeah. Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Okay, got it. Jose! Uber, Uber.